Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Nguyễn Thị Hồng Thủy, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nơi đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đều đồng biết đến Ngài, về quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên mất hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng. Ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Một, Phổ Hiền hỏi, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói những danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của địa ngục cùng những sự tội báo về ác báo. Danh hiệu của địa ngục: Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiếp Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lưu, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên Cướp, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiêu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Níu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nhe, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cướp, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến 100.000 trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sau giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh trước khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mãi muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cùng đi theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong thời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự báo trong chốn địa ngục như vậy, họ có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, họ có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ dạ so ăn, họ có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, họ có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, họ có địa ngục từng bận lửa lớn bay tắt vào người tội, họ có địa ngục tầng kẻ thuần là băng giá, họ có địa ngục vô hạn đồ phận tiểu, họ có địa ngục leo gai trong sắt, họ có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, họ có địa ngục chỉ đập vai lưng, họ có địa ngục chỉ đốt chân tay, họ có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn, họ có địa ngục xua đuổi chó sắt, họ có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này
Do các hạnh nghiệp quấy ép của chúng sanh mà cảm vời ra, nếu tôi thuật rõ những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương ơi thần của Đức Phật và vì nhân giả mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp, nói cũng không hết. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.